xin chào tất cả anh chị em buổi sáng ngày 26. Chúc mọi người một buổi sáng an bình. Sáng hôm nay thì đầu tiên em lên cái con ống mưa này cho anh khách mới ở Phát toàn. Anh khách mới bảo sáng nay vào xem ống mưa. Ống mưa bên dơi, con này là ống mưa dơi rằn biệt kích nha. Nó không phải ống mưa dơi rằn ri bình thường. Cho nên nó cũng cao giá hơn con kia một chút, thôi. Đây là cái mặt ngoài nha. Nhưng mà tiền ai chốt trước thì nói chung đã lên like là công bằng. Ai chốt trước, gọi trước thì em chốt trước. Con này để ta tìm những cái đằng trước này không có gì hết nha. Nói chung đằng trước, đằng sau, kể cả keo của nó, cái ron của nó này, cái keo của nó cũng không có cái vết lộ ngoài nha. Có những con mà cái vết keo này này nó trắng bóc ra ngoài. Con này em bao hàng cấp phát cho anh em ha. Áo mưa này, cái dơi này thì bao mưa to không có ướt. Nãy em có dán cái tem tem ở đây đâu ta. Ở đây là những cái dòng chữ của nó này. Chữ dòng chữ của nó nha anh em. Qua mặt này em vẫn còn đọc được. Nhưng mà cái này mới, nhưng mà không hiểu sao lại cái chữ của nó cũng không có rõ lắm. Như mấy con kia là chữ 10 phân vẹn 10 nó mới rõ, nhưng con này chữ cũng không có rõ lắm. Còn ở cái mặt trong của nó này, mặt trong là nó có ron nha. Đây là phần bên trong cổ, nó có dán ron để làm cho cái keo này, cái keo này là cái ron á, làm cho nước nó không ngấm vào nhé. Rồi, ai chốt cái con biệt kích này giùm em giá 1.4 mã 29. 1.4 mã 29. Em thường phải dán mặt trong chứ mặt ngoài nó không có ăn. Cho nên là ăn là ăn keo á. Ăn keo dán không phải là không ăn, là không ăn keo gì đâu nha. Đó. Bao đẹp, nói chung là đẹp. Đẹp nó cũng tầm được 95 chứ không được 96 nha em. Rồi ai chốt tốt thì em phải quay mặt bên này. Mấy con này lùng bùng ấy, từ khi nó lùng khủng. Ai mở hàng chốt giùm em ạ. Đâu rồi mã 29. Em phải xếp chứ sao, em phải xếp sẵn. Nhiều khi khách chốt mã là chỉ có lùng mã là lên đơn thôi, chứ không có thả mày thả tùm lum cái là nữa. Con mất 3-4 phút. Mã 29 nha anh em, mở hàng giùm em đầu lái nha. Tiếp con này M43. Con này M43. Con này M43 mà túi ở trên này là túi giả này, túi dưới là túi thiệt. Nói chung là cái dòng đời đầu của thằng M51, M65, M43 nhé. Áo này còn đẹp lắm, mới rồi chứ. Vai 45, 46, dài áo là 65. Ta coi cái tem cái này, 43 hay 50 gì không biết nữa. R16, đời 75. Đời 75 nha. M43 mà đời 75 là... tức là thằng này nó sản xuất năm 75. Nó là thuộc M43 nhưng mà nó sản xuất năm 75. Có những con mà có những con nó chuẩn năm đó và có những con những năm sau này nó dừng lại, nó sản xuất lại nha anh em. Chứ không phải là chuẩn năm đó có nữa đâu nha. Ở trên này con áo này nó túm lại là nó đang rất là mới nhưng mà nó bị cái dơ này. Anh em mà mua con này cho vợ thì phải nhìn thiệt kỹ này. Áo thì đang mới, mới teng, vết in nút chưa có gì luôn. Con này của Mỹ nha, hàng của Mỹ nha. Ở trong này là một lớp vải satin, ở đây là một cái dây rút. Dòng này là hai lớp trần như kiểu M51 á. Màu này màu hanh úa chứ không phải là màu olive. Cái chữ A của nó này sau này nó chuyển đổi, nó tân tiến thì nó lại mới có cái này nó đi ngược thời đại anh em ơi.
em thấy cái thằng vào năm 2000 trở lại đây thì nó mất cái chữ cái mất cái tam giác chỗ này, và cái thằng này đời trước thì nó cũng không có, khi nó chưa tân tiến nó lại không có, và tới tới sau mà cái năm 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 sau này, năm 65 gì thì nó bắt đầu lại ra cái chữ A chỗ này, ra chữ A chỗ này, và bây giờ nó lại mất, chả hiểu nó lần gì ấy. Năm có nó mất, cái chỗ này nó cũng bị dơ này, sau này nó mất, nó lại bỏ đi là không hiểu lý do, không hiểu lý do là tại sao mà nó bỏ. Con này phải nói là 96% trở lên luôn á, chỉ có bị dính hai bên hai vết đó, và đây hai vết nữa, đây một vết dơ này, đây một vết nữa. Nói chung là con này là có cái vết ố đó, không hiểu là, nhưng mà con áo nó mới lắm nha bà con, áo này là dành cho nam hay nữ để em đo em. Nếu mà dành cho nữ thì ống tay ngắn, ống tay á em bận vào là tay nó ngắn, còn nam là bận vào tay dài, dài áo 67. Tay này, ống tay nha em. Em để cái tay này này, nếu mà nam á, nói chung con này nam cũng được nữ cũng được, áo này không phải là ông nữ. Nếu mà ông nữ thì tay em nó phải nằm tới đây, tại vì tay là tay dài, tay vừa nữa, thì đó nữ là phải tới đây này, nhưng mà tay này nó dài phủ tới đây là tay nam. Nhưng mà ông nào mà tay dài quá cũng không có được đâu nha. Đây là người ta đo số toa, số đo của lính, chứ không phải là đo số đo của nam hay nữ, mà của lính người được sử dụng rồi giờ người ta bỏ mình mới sai, chứ không phải là cứ bảo là rồi áo đẹp. Ai mà chấp nhận được 6 cái vết dơ đó thì chốt con này 60 đến 70 kg, 60 70 là nam rồi phải không? Chốt con này 2 triệu 7 mã 24 mới nha. Chỉ có cái là nó bị dơ cái chỗ mấy cái chấm đó thôi. Mấy cái chấm này thì thấy cùng rất là dễ chịu, chứ không có đơ. Áo mà ai mà sưu tầm M số 5 mà bỏ qua cái con này là anh em bị thiếu sót. Thiếu sót. Chốt cho em mã 24. Tiếp một con M số 5 rừng ri thân đồng. À quên, dây kéo đồng. Dây kéo đồng M số 5 lần ri anh em. 6 cái hộp nhưng không có bộ bám, mông bụng là 92 94. Tức là ăn đói thì 92 mà ăn no là ra 94, bận được dài 106 vải dày nhá. Nói về M số 5 thì chắc chắn là ai biết vải dày đâu. Con này cái dây ở trong này nó cắt tụt mất tiêu rồi. Trong túi này nó mất rồi. Quả túi bên này hai bên đều mất hết, không có còn cái chặt nào hết. Ông này ông cột sao mà ông cắt đứt luôn, dây ở dưới ống thì đang còn nha em, ở trên này xuống đều. Nói chung con này cũng có bị dơ á, vải dày dày nhưng mà vẫn bị dơ này, em nhìn thấy trắng trắng ở đây mà dơ trắng. Thông thường những con này mà mới đẹp là triệu mấy đó. Con này bụng cũng đẹp, quần không có đẹp lắm nhưng không có xấu lắm, nó không phải nằm tầm 93 93 94% chứ không có bèo đâu nha. Vải dày đều. Con cái là chỗ này này nó có vết in nút, nó cũng hơi hơi nhấn nhấn một chút màu, với lại trên cái quần này em thấy là không biết phải vô mắt mình trời, em thấy đằng sau này thì không có thấy được, không thấy được. Qua bên này, qua bên này, chỗ này hồi nãy em đã review rồi nhá, cái này không phải luôn. Em cứ tưởng là cái chỗ này là cái vết dơ nó bám vào này, nhưng mà không phải, anh em nhìn thấy không, với cái gân xanh xanh này không phải màu của nó. Hồi nãy em tưởng là dơ người ta giặt không có ra cho nên nó như vậy, không phải, đúng thiệt là nó như vậy thôi. Cái cho 93%, 750 chốt mã 23. M số 5 vải dày lắm anh em. Nếu một con áo sơ mi kaki màu xanh, con này không biết nương nào. Sơ mi kaki màu xanh, vai 53.
dài áo là 80. Con này lại có cái dây ở đây này, cái dây cái chạc này nó giống cái dây áo Paruxi á, giống áo thắt Paruxi nha. Dưới này thì một túi hộp, trên này túi hộp. Áo này không biết nước nào, cái nút này là lạ lắm, hai nút hai lỗ thì giống giống của Bỉ, mà con này thì không biết nước nào. Con này nói chung tóm lại ta cho là thời trang nha, made in, không phải, đây không phải made in, nói tóm lại là ta cho hàng thời trang nha nhé, chứ không biết nước nào. Chất vải kaki giống cái áo kaki tem vàng, chất vải à. Em đo lại cái vai em dòm này, vai 53 là 8-90kg á. Dạ, áo 81 là cao trên 1m7 nha anh em. Áo 8-90kg, áo này mát lắm. 8-90kg nhưng mà nó có cái dây này nè, có cái dây ba chạc này, anh em nào thích thì để, không thích thì gỡ ra ha. Không thích thì gỡ bỏ ra. Nó có 2-4 cái túi này là thành 4 cái hộp. Rồi, con này không có dơ, không có gì hết. 95% chốt giùm em, con này giá 500 mã 22. Đồ mới của nó em đã báo nha. Đều mẫu, không có dơ, không có lụn rách. Màu xanh này cũng là thuộc về mẫu liêu. Ai ưng chốt giùm em. Cái cổ vẫn chưa có vết gấp thôi. À, cổ có vết gấp là gọi là vết dơ thôi chứ nó chưa phải là... Bữa nay mình cứ muốn nói là cứ muốn ho. Chốt mã 22. Tiếp một con màu ô liu nữa này, con này là của nước gì đây anh em? Cờ này là cờ gì? Vải này dày anh em, vải dày. Vai của nó là 46. Màu xanh ô liu qua 46, dài 78. Nó có hai cái nắp túi, hai cái túi này nó bự nha em. Ở đây nó gỡ một cái tem này. Gỡ một cái tem mà nó, cái tem này nó để lại cái vết đen đen, không biết có ra hay không. Anh em mua con này mà muốn xử lý cái này thì chắc anh mình may một cái tem vào cho nó chắc nha. Áo này màu ô liu rất là đẹp luôn. Màu ô liu rất là đẹp luôn. Cái này của Thủy Điển hả? Màu ô liu đẹp, hai túi bự, xanh ô liu. Nhưng mà ngoài nó xanh hơn ở trong màn hình ta. Ngoài nó xanh ô liu tươi lắm. Rồi con này là 70-80kg. Ok, ai mà bụng 80 mà bụng to quá là không có vừa đâu á. Đồ mới thì 93-95%. Không có dơ, không có lụn ra gì hết. Chốt giùm em 400.000 mã 31. Nó chỉ bị dơ đây nè. Sập ra. Em review lại coi nó có lòi thêm cái vết nào không nha. Đều ở sau này có cái đường bên anh em này. Ở sau lưng có một cái đường chip bên này à, nó làm điểm nhấn cho cái eo nó có phọt một chút nha. Áo nam mà dài dùng bằng cúc bấm. Rồi ai ưng thì chốt giùm em. Áo này xanh đẹp, vải dày. Vải dày dần. Mã 31 ạ. Có một con áo không quân của lính pilot không quân Mỹ anh em. Con này là rất là cháy hàng. Lên con nào mất con nó. Anh em căn chừng vừa là chốt nha. Vai 55. Vai 55 dài 72. Vai 55 là 80kg rồi. 70-80kg rồi. Áo này hai lớp, làm áo khoác nhẹ. Hàng của lính Mỹ à, chuẩn cấp phát nha. Anh em là áo khoác nhẹ chạy đường hoặc là gọi là xe buổi sáng. Con này nhảy lên được 90kg rồi đâu. 75-85kg. 75-85kg. Chiều dài em đã báo nha, mình con này quá chứ.
nhìn ngâu ngáo, nhưng mà bạn con áo lên nhìn nó sáng sủa hơn liền rồi nhé. Phối hợp màu nhẹ nhàng, dễ chịu, có dàn tem đỉnh chất, được 96% trở lên, 600.000 mã 30. 600.000 mã 30. Báo không rách lũng, không dơ nha. Mã 30. Cái một cái quần 6, cái hộp chất vải kaki. Con này của hãng Pepper, à, của Mỹ nha. 6 cái hộp màu xanh. Xanh này gọi là xám đi cho rồi đi. Nó chả phải là ngọc nữa, xám. Con này bụng 82, căng hết cỡ là được 90, vải rất là dày. Nó giống cái phong của thằng dài 112, giống cái thằng đặc nhiệm á, ở trên nút của nó này. Con này đều màu nha em. Thậm thể ở đây nó vẫn còn cái ngôi sao của thằng Pepper ha. Quần này rất là chất, đều màu râm rắc. Cũng 93-95% luôn, trước sau gì rất là đều. Nhưng mà ở đằng sau này em thấy hình như chỗ này phải không? Hình như chỗ này đây. Em nhìn thấy chỗ này có cái hình như hơi giống trắng à. Vải dày mình thấy hơi giống trắng. Nhiều khi mắt nó không thật cho nên phải dụi mắt và dòm. Chỗ này cũng vậy này. Em nghiêng vậy là anh em nhìn rõ nhất nè. Đây. Nói chung là như kiểu cái vết nhăn của cái quần ấy, nó không ra vết dơ đâu. Rồi. Ai ơn chốt giùm em 700.000 mã 25 nhé. Quan trọng anh em vừa cái cặp lưng này còn chiều dài. Nếu mà mình có dài quá mình hớt bớt lên 10 phân nha nhé. Xếp đi xếp lại cái quần làm gì trời. Quay như con gà như lần đầu tiên về làm dâu á. Mã 25. Cái một con áo khoác màu cổ á. Con này vẫn chưa biết là áo gì luôn ấy. Áo khoác màu cổ á, như em vai 47-48. Dài áo là 67. 47-48 dài 67. Con này vừa dùng bằng dây kéo nhôm này. Vừa dùng bằng dây kéo nhôm này. Ở trong này là một lớp nỉ nữa, một lớp nỉ thành là hai lớp, thành là áo hai lớp thôi. Nó chỉ trời lạnh se nhẹ thôi, còn mà nóng thì phải chạy đường, còn đứng một chỗ là cũng phê đó. Đây cái tem mà sao nó ghim cái giống gì đây, cái tem này là tem hóng có thiệt nhá. Nó in mấy cái này rồi nó ghim cái này lên nó lừa ai anh em. Anh em tin nổi không? Cái này gọi là cái gì đây? Không biết nha. Mình đừng cho đây là cái tem mới nha. Cái ve cổ này thì ngon này. Đó, cái ve này là thông thường của Mỹ là nó chỉ có cái ve cổ đô ngang của thằng Philip, hoặc ở trong này thì đây là cái đáp neck thôi. Ok, bên trong là ok. Bây giờ ta ra ngoài lúc màu nâu anh em ha. Con này không biết dòng nào, nó là thuộc về Philip nhưng mà không biết dòng nào luôn này. Đó, túi màu vàng này cũng không có đều lắm nha anh em. Màu xanh đọt chuối non á. Em nhìn trên này nhìn thấy hơi vàng đậm đậm, ở dưới này vàng nhạt nhạt lắm. Ý là trên này nó có dư đất. Ý là con này là đã qua sử dụng cho nên là phần này ma sát đất, còn dưới này chưa có dính đất. Thì màu dưới này nó nhạt hơn trên này ha. Mà nhìn nó chung giống nhau à. Sao đều đẹp, chất vải này thì đỉnh lắm nha. Con này con gì không biết nhưng mà cái chất vải này rất là đỉnh này. Chất vải này rất là mát. Túi này dơ này. Em nhìn cái túi này dơ. Dơ túi nha. Bây giờ em đo vai và chiều dài con này em không biết là qua cái đồ ở sau á thì thông thường của Mỹ, lính Mỹ là đều có hay có những cái đó. Vai 48 và nút này là nút dẹp màu nâu hồi xưa nhưng mà cũng không căn cứ được vào đấy để nói. Dài áo là 68. Nó là form Philip nha. Form Philip. Hai cái túi ở đây.
Vừa dùng dây kéo vừa ấy, con này chỉ được 60 đến 70 kg thôi. Em thấy độc chưa? Cái nách này có cái kẹp nách của nó này, nách của thằng Philos anh em. Rồi, ai con này chốt dùm em, con này đồ mới bây giờ ta cho 90-93% thôi nhá. Bởi vì cái màu của nó, đúng là màu của nó rất là đều, nhưng mà cái con này nó qua xịn ổn, con này còn ra là 90 luôn. 80, 85 rồi, 80 à. Coi cái cổ tay này, like từ nãy giờ có dòm thấy cái cổ tay đâu mà giờ thấy cái hai cái cổ tay này, tép tép luôn. Nhưng mà con áo đẹp quá, áo này hơi bị đẹp luôn. Rồi phần trăm số ký em đã báo nha, con này cái chất liệu ở bên trong này rất là cũng đỉnh luôn này. Con này em ghi tới 900.000 nữa đó, 900.000 đừng, bây giờ anh em đoán được bán được bao nhiêu này? 300.000 mã 28, 900.000 của em đó, con áo Philos đó, bán 300.000 thôi. Con này 300.000 là bán gọi là vớt vát được đôi với mì, chứ thực sự nó chả là cái gì hết anh em ạ. Với một con Philos nha, 300.000 mã 28. Tiếp một con compact màu ô liu, con này lại ngược trở lại. Tất cả đây là màu ô liu và đây là vải nha, nó cũng là màu ô liu. Dòng này lại dây kéo cổ nha em. Chặt chưa? Mới khen. Dây kéo cổ nó hiếm hơn thằng con này là của Mỹ. À, con này của Indonesia, của Indo, của Ấn Độ anh em. Cái dòng cái hãng này là chuyên cũng là sản xuất cho Mỹ này, nhưng mà con này lại của thằng Indo. Nói chung con này liên doanh ba nước rồi, con này liên doanh ba nước rồi anh em ạ. Liên doanh như kiểu thằng cảnh sát 511 mà Việt Nam rồi các lò các nước, cái hãng này này thường hay liên doanh sản xuất cho Mỹ á. Nói chung con này cũng là VIP lắm rồi, không khẳng định nó là của thằng Mỹ hay là của thằng nào liên doanh với thằng nào ấy, nhưng mà của Ấn Độ. Đầu tiên là Ấn Độ thì con này bề ngang là 59, tương đương size L, dài áo là 73, giá 73, áo thì mới 96-98%. Con này em bán giá này thì cũng hơi là bèo luôn, bán giá này cũng hơi là bèo luôn. Con này thông thường nó cũng phải là giá 900 phải không? Còn mấy con kia 1 triệu thì con này cũng 900, hàng thương hiệu đó, phải hàng tầm què đó phải không em? Nhưng mà dây kéo cổ này bán 750 mã 27, rẻ hơn được gần 2, rẻ hơn được 200 á. Đẹp hiếm nha. Con nó đúng ra là anh em 70 kg là anh em bận thoải mái. Nhưng mà khoảng em hình như em chưa có báo số ký thôi vậy. 70-75 là bận thoải mái. Bận thoải mái nha. Em bận thử cho anh em coi này. Nói và quên báo số ký. 70-75 là bận thoải mái, còn 80-90 kg là bận body. Con này bán rẻ, mới ken luôn này. Áo mà cái miếng dán của nó cho anh em dò miếng dán, mới cứng. Đấy, anh em 70-75 bận thoải mái, em 55 mà em bận như thế này thì 70-75 là anh em chơi ship luôn rồi đó. Đấy, 70-75 là anh em ôm sát như thế này này, không? Nhưng mà em nghĩ anh em bận như vậy là đẹp, không em? Cần gì mà chơi tới 80-90 kg cho nó kịch như thế này, nó không coi được. Chốt nhanh đi anh em. Con này giá rẻ có 750 à, mã 21. Ai ưng chốt giùm em nha. Viết nhầm đâu sửa lại rồi, chỉ có đọc trên like thôi.
tiếp tục còn hai con nữa hết like nha nhé. Cảm cho nên là đọc tào lao, nhiều khi lên like. Bữa nay là ngày 24 đọc ngày 25, rồi ngày 25 đọc ngày 24. Tiếp một con áo kaki đem vàng, con này vải dày nha, màu xanh lưu vải dày ha. Vai là vai 43, dài áo 73, con này hàng chuẩn cấp phát, con này là đời vậy chứ. Ở trong này có cái tem sai mà nó mất rồi nha anh em. Áo này lại cục tay này, con này cục tay, áo cục tay nha. À, xanh lè, đều màu không? 450 mã 26, ở trên này có một cái tem vai nữa này. Sau đẹp, đều đẹp vào bên vai này, cũng có tem là 4 cái tem luôn. Vai hơi nhỏ, con này chỉ được 60kg không trời. Có đùa thôi, con này lên 70kg luôn á. Con này 60-70kg luôn này, như này. Con này ai mà 70kg bụng thon gòn thì ok luôn á. Đồ mới của nó là cũng 93-95%. Chốt cho em con này 450 mã 26. Bẩn áo cộc tay vào nó mát hơn mà. Bữa nay gần tới mùa đông rồi, anh em bữa nay phải lụm những con mùa đông mà cất cho mình chứ hả? Nay gần vào mùa đông này dành cho anh em miền Nam, anh em miền Bắc mình quýt mùa đông đi. Mã 26 nha anh em. Một con quần sa mạc cuối cùng là vải caro hàng cấp phát nha, hàng cấp phát của lính Mỹ. 6 cái hộp có vòng mông, bụng của nó là 88. Ai 90 thì phải mở dây ra, ai mở nút ra. Dài quần là 114, hơi dài ha. Anh em nào mà dài quá về, quan trọng vừa cái lưng còn cái chiều dài mình hớt bớt chút nha. Từ trên này xuống rất đều, dưới này xuống cũng rất đều. Đẹp quá, đều và đẹp. Con này là 96% cứng ngắc. Chốt chùm em 500.000 mã 25 cứng ngắc, 500.000 mã 25 hết rồi anh em ạ. Em cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trưa nay vào lúc 11 giờ mình tiếp tục nhé. Em chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều năng lượng. Chúc lúc đầu là chúc bình an. Rồi em xin phép chào.